nay cũng lại dành những cái nguồn kinh phí so với công ty thì cũng lớn, nhưng mà cái tấm lòng để cán bộ và công nhân lao động của công ty. Bắt đầu cho một ly cháo gà. Đây cháo gà thôi à. Nhiều gà một tí. Đây, đây.